Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh với một cái tên vô cùng đặc biệt. Xin mời thí sinh Thúy Kiều. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vàng rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Chịu, cái tên đẹp, ấn tượng trong đầu, bưng ra cũng được. Da sáng luôn. Ừ, chịu quá. Thi đi bé. Thi luôn hả chị? Dễ thương ha. Chị đó. À, cái giọng giống Khởi My quá. Cái mặt cũng giống Khởi My nữa. Rồi, em thi luôn nha. Em có cần đạo cụ gì không? Dạ không ạ. Rồi, vòng 1, thời gian 60 giây dành cho em. Bắt đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lùng Sụp Tài Năng của kênh truyền hình Đập Nát TV. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Dạ con xin kính chào ban giám khảo. Con xin tự giới thiệu. Con tên là Việt Kiều. Con là con gơi của mẹ Việt Hương. Mẹ Việt Hương của con hiện đang làm siêu mẫu ảnh nhí cho nhãn hàng thời trang dành cho trẻ em. Còn ba của con, ba của con hiện đang làm chủ tế hội đồng quản trị của tập đoàn kem trộn trắng da hiệu ba một mụn. Và ngày hôm nay con đến đây con xin thể hiện tài năng của mình là làm thơ. Con rất yêu quý cô Diệu Hương nên con xin làm tặng cho chú Ngô Kiến Huy một bài thơ. Con xin đọc bài thơ của mình. Em yêu chú Trấn Thành. Chú Trấn Thành cái mặt tranh banh. Cười vì đáng yêu, cười vì có đầu tư, đẹp và giọng nói dễ thương. Nhưng mà chưa có đủ đô như Cưng nha. Anh thấy là cái đô này còn nhẹ nhẹ. Phải dập cho mạnh vô. Thấy hơi nhẹ rồi nha. Kiếm cái gì đắt nhất, hay yeah. nhất, có chuẩn bị thì tiếp tục. Còn không thì lấy 2 triệu. Ừ, đang rất duyên dáng. Con còn kịch bản nào hay nữa không để bước vào vòng 2 không? Cho em hỏi ý kiến người nhà em được không ạ? Người nhà em là ai? Chắc là ngày xưa chú cu cô thấy cô cũng bá cháy lắm. Sanh ra mới dám đặt Thúy Kiều. Và tên thì theo người rất là đẹp. Thúy Kiều ơi, vòng 2 sẽ là 10 triệu nếu con thắng. Chơi yeah, luôn con. Ba suối chơi luôn con. Và ý kiến của em là? Dạ em sẽ chơi tiếp ạ. Chơi tiếp. Thúy Kiều và bây giờ là 60 giây dành cho em. Thời gian bắt đầu. Sáng giờ tắm bùn mà bây giờ da dẻ tao nói nó hôi gì đâu. Cái vỏ cá của mình. Thần Linh ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con tình con bắt từ sáng tới bây giờ bắt được cái lòng con gái hả? Mà bây giờ nó còn y nguyên vậy. Lẽ ra phải mất một con nào đó chứ. Vậy thì làm sao gặp được anh Bụt đẹp trai con bà hai đây? Chắc là do con cám, phải gọi điện hỏi chữa nó mới được. Sao không được? Alo, cám hả? Chị là Tắm đây. Chị muốn nói cho em biết là bây giờ chị còn có 13 giây để nói chuyện điện thoại với em nữa nha chưa? Em nói làm sao? Em còn có 10 giây để nói chuyện với chị hả? Và em đã có 10 triệu đồng. Rất thông minh. Công nhận. Đây mới gọi là truyền hình thực tế nè. Là tại gì? Em thông minh đó. Nãy giờ anh ngồi anh nghe câu chuyện em nó chán phèo. Ta nói có một cái bà ra bà cầu thần linh rồi bà cầu hoài linh tùm lum tà la. Quá trời. Tại sao cái bà nói cũng không hiểu bà nói cái giống gì. Chứ đó kia mà ngó cái đầu một mà còn 13 giây. Mà biết số phận bà. Tôi cười là tôi cười cái đó dễ thương. Chị nghĩ em nên chơi tiếp. Chắc em nên lấy tiền. Đó là theo ý kiến của tôi. Hai bác chơi tiếp hay ngừng lại? 10 triệu lớn lắm nha cô chú. Của cha tôn trọng nguyên tình của con. Trời đừng, con. Em ơi trời, đừng hỏi ba nữa. Ừ ổng trả lời quầy vốn. Ừ. Ông lần nào cũng vậy hỏi ông xong. Ừ ba là tùy quyền quyết định của con. Và quyền quyết định đang thuộc về em.
rất can đảm. Nhưng mà em có thể yêu cầu ban giám khảo một yêu cầu nhỏ không ạ? Được. Nếu như mà trong tiểu phẩm của em có lỡ nhắc tới hai ban giám khảo thì ban giám khảo có thể đứng dậy và chào mọi người giùm em. Được. Thông minh, thông minh đó. Có nghĩa là em yêu cầu cái sự hợp tác của tụi tôi ngay từ đầu luôn. Đồng ý. Mà nếu lỡ không có thì thôi nha. Vui à, này nè, này vui nè. Cái này mới vui nè. Đó, tôi chịu cái này nè nha. Và Thí Kiều, 60 giây, bắt đầu. Alo, Cám hả? Bây giờ là có nhiều thời gian để nói chuyện với Cám rồi nè. Chị nói cho Cám biết nha. Cám có biết cái cu hàng đạo không? Sao? Chị không có lãnh mà đổ Cám đi dạo. Chị hỏi Cám là cái cu hàng đạo. Trong cái cu hàng đạo, chị là cung bò cũng. Yeah. Và em đã có 20 triệu. Tại vì tôi biết là nó sẽ nói là bò cạp. Tôi chắc chắn nó vô tới cái cung là tôi biết là nó vô bò cạp rồi. Thì tôi nghĩ là nó là bò tót ha, hoặc là nó bò tót ha, hay là bò cùng gì đó nè. Bò cùng. Cái chữ bò cùng. Em nói nãy nó bò cùng. Em nói bò cùng. Tôi vậy rồi, tôi vậy. Tôi nè, thấy chưa nè. Lại một lần nữa, học tài thi Phật nha. Em nói bò cùng làm sao mà tôi nghe ra bò cục. Nhưng nếu em nói bò cục sẽ duyên hơn nữa. Bò cục nó, mày hiểu không? Đó là cục thịt bò. Nãy giờ mình có 3 tiểu phẩm. Bây giờ nếu mình chuẩn bị 5 tiểu phẩm thì mình kiếm cái tiểu phẩm thứ 5 luôn. Tiểu phẩm nào mà đắt nhất. Hoặc là em lên đây rồi, em biết cái tánh anh chị như vậy rồi, chỗ nào rồi, thì em đem cái đó ra để em quất anh chị để lấy cái vòng. Cái gì mà thực tế, cái gì mà thiệt nhất là tụi tôi cười. Em thấy hồi nãy không? Em nói là ê mà yên tâm đi, giờ tao có nhiều thời gian hơn tao nói chuyện mày rồi. Là tôi muốn cười rồi. Đó, cái đó là mấy cái thông minh. Tại vì nó rất là thực tế. Ê, tao sống rồi nha, hồi nãy tao có 13 giây. Ê, giờ tao qua này tao 60, tao êm rồi đó. Nói vậy là tôi thấy tôi vui rồi. Ý kiến của Thúy Kiều là dạ, thật sự là 20 triệu là một số tiền rất là, cũng khá là lớn với em. Từ trước đến giờ em vui rồi mà có thể làm ra được cái số tiền đó. Nhưng mà cái đam mê của em thì nó lại lớn hơn cái số tiền đó. Kiều, cô bé có gương mặt khả ái giống Khởi My sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Em sẽ cho tiếp. Thì tiếp. Cưng quá. Có cần chuẩn bị gì không Kiều? Dạ em chỉ cần anh chị hỗ trợ như hồi nãy em đã nói. Rồi. Lên đây hỗ trợ nha. Có sai mình nữa. Để làm nhục hoài được luôn. Ừ. Chơi à. Và 60 giây bắt đầu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Đến với chương trình. Dẫn nhiều quá bây giờ không nhớ tên chương trình nữa rồi. Đến với chương trình Người Lộ Liễu. Và kính thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng ta đã biết, đối với chương trình thì chúng ta sẽ có một đội chơi và một đội khách. Đội nhà của chúng ta không ai xa lạ, đó chính là cặp chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Nghệ sĩ ưu tú Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài. Giết hắn tay ta. Ai mượn đứng lên. Ai mượn hả? Ồ ông Việt Hương khoái lắm. Ừ đứng rồi. Ừ Chí Tài hả? Hại tôi quá. Mà tôi hại cái này chịu. Hại này hại duyên dáng. Tại vì em hay là em biết sao, em đánh lừa tâm lý của tôi.
Thấy không? Tụi tôi đang thích em mà. Cái dòng thích xin diễn cho á. Biểu đứng đứng liền như hai con ở. Biểu đứng. Dạ. Ừ, đứng lên. Chí tài hả? Nhục. Hồi xuống. Chịu. Đó. Hài là như vậy đó. Đánh lừa người ta. Tôi chịu. Nhỏ này được. Chị mong em được 40 triệu. Và chị sẽ khuyên em một lời khuyên chân thành là chị muốn gặp lại em ở gala để em diễn 5 lần cho chị xem. Và bây giờ vẫn là quyết định tối thượng của em. Em có muốn lấy 100 triệu thì em tiếp tục thi. Chỉ là em muốn được quay trở lại, được diễn cho anh chị xem nữa. Và bây giờ em đã đạt được mục đích của em rồi, thì không có lý do gì mà em đi tiếp hết. Em xin dừng lại ạ. Và xin mời hai bác ạ, và gia đình ạ. Dạ, em xin mời anh Kỷ con. Dạ, chúc mừng anh sinh ra một đứa con duyên dáng thông minh. Chúc mừng chị, em gặp chị vui quá. Dạ. Dạ, em rất là vui và hạnh phúc bởi vì gặp được hai thần tượng của em. Cái vòng em được 40 triệu thì lúc đó em khóc luôn chứ không cười nữa.